cái chiếc Phước Thành này nè mọi người. Đó, chiếc Phước Thành này ra cái mình đút vô đó. Hình như là ảnh tới giờ ảnh xuất bến này ảnh ra rồi. Ảnh ra thì mình đút vô. Ảnh ra thì mình đút vô. Còn ảnh chưa ra thì mình chưa đút. Mình xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bán Tài Vlog của mình nha. Ơi mọi người ơi, hôm nay là cái chuyến hành trình đầu tiên. Cái chuyến hành trình đầu tiên mình quay lại với con vợ nhỏ mình. Hiện tại bây giờ xe mình đang đậu trên bến trên. Hôm nay mình thấy khách rất là nhiều luôn. Sau một thời gian vắng bóng, mình nhớ vợ nhỏ mình quá trời luôn mọi người ơi. Công nhận ôm nó mà dời nó từ cái bến trên mà xuống bến dưới không á, nó cũng phê chữ E kéo dài luôn mọi người. Thì ok, bây giờ thì mình đã chốt phê khách xong xuôi hết rồi. Mình cũng kiểm tra xe, cũng kiểm tra mền bọng xong xuôi hết trơn rồi. Đó, bây giờ mình chuyến đầu tiên cho nên mình xuống hơi sớm mọi người. Mình xuống đây dư 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Chủ yếu là chủ yếu là để kiểm tra xe. Sau một tháng trời mình không có gần gũi, không biết mấy anh tài xế kia xài sao mình không biết. Nhưng mà trước khi giao mình đã giao kèo nha. Em giao cho anh vợ nhỏ của em, anh quản lý giùm em, quản lý cho thật là chặt, xài cho thật là kỹ. Chứ đừng có mà em giao mà xài mà phung phí quá là không có được. Thì nói chung là mình đã kiểm tra xong xuôi lại hết rồi, xài cũng ok lắm, không có gì, không có vấn đề gì. Hôm nay mình xuống sớm mình kiểm tra lại cũng ổn. Con cái không lâu rồi, không có tắm hay gì, giờ nhựa đường nó bám đầy hết trơn. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kiếm dầu mình xịt cho cái nhựa đường nó bay đi hết đó mọi người. Ok mọi người ơi, ai chưa đăng ký kênh, ai yêu thích mình hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video rước khách hành trình full hành trình tiếp theo của mình nha mọi người. Ok bây giờ mình xuống mình mời khách lên xe thôi. Phơi thì bỗng đã chốt rồi hết rồi, bây giờ xuống khoan chưa khách chưa đến mà làm sao mà mời được. Bây giờ mình xuống quán mình uống cà phê một chút xíu, đợi tới giờ khách lại rồi mình mời khách lên xe rồi tiếp tục cuộc hành trình thôi. Ok bây giờ mình dời xe lại cái mới được mọi người ơi. Cái chiếc Phước Thành lúc từ nãy giờ đậu án chỗ mình là mình không có mần ăn gì được hết. Bây giờ để mình ve ra, mình chờ nó ra cái bắt đầu mình ve vô chỗ gác tài của mình. Phải đúng cái chỗ gác tài của mình hành khách người ta mới biết được. Ôi trời. Chơi gì kỳ, cái bến xe này là mình thấy cái bến xe đầu tiên luôn mà gác tài mà quay đầu xuống sông đó mọi người. Vãi chưởng thiệt đó chứ. Đó, bây giờ mình tới một cái. Cái mình sụt lui lại một cái. Cái chiếc Phước Thành này nè mọi người. Chiếc Phước Thành này ra cái mình đút vô đó. Hình như là ảnh tới giờ ảnh xuất bến này ảnh ra rồi. Ảnh ra thì mình đút vô. Ảnh ra thì mình đút vô. Còn ảnh chưa ra thì mình chưa đút. Ok bây giờ đậu đây đi. Đậu đây cho ảnh ra một cái đi rồi mình đút vô mọi người ơi. Ảnh phải ra mình mới đút vô được chứ ảnh chưa ra mình chưa đút được. Kéo thân tay lên cái coi. Hiện tại bây giờ thì ở đây có một chiếc Tân Thanh Nhàn nè, một chiếc Phước Thọ nè, một chiếc Hòa Hiệp nè, Hòa Hiệp luôn nè, Phước Hưng luôn nè, Hòa Thuận nè. Vậy là anh đút ra kìa mọi người. Anh đút ra kìa, anh đút ra thì mình đút vô. Ây chà, chỗ người ta ve mà ảnh đút ra chi vậy không biết nữa hà.
Ok, bây giờ mình sẽ đút vô. Lấy lên một chút xíu. Lấy lên đây một chút xíu, mình đút vô nó mới hết. Tại xe mình xe dài á mọi người, cho nên là mình lấy là mình phải trừ hao. À cha, cái chiếc này nó đạo ác gì. Đó, hết rồi đó. Ok mình. Ok. Rồi, bây giờ mình cho khách lên xe thôi mọi người ơi. Hồi nãy ghế nào ta? Cái 9. À 9 bên đây. Hàng ghế thứ 3. Đúng rồi đó. Biết rồi, để quay đầu lại. Quay đầu lại, đậu đẳng. Đây còn một hai người nữa. Lên đi chú. Ghế nào em? Lên đi. Bây giờ phải tranh thủ về, ghế nào cũng về được. Rồi lấy bọc vỏ dép vô. Rồi, rồi cho anh đỡ dép nhiều em. Rồi lên đi, lên đi chút xíu em gương. Dạ dạ. Ghế nào em? Lên nè. Này hả? Ờ. Rồi, cảm ơn chị. Đi xuống 4 giờ mấy sáng giờ, giờ nhậu tới giờ là tiêu rồi. Ông ta đâu mất tiêu rồi ta? Giờ này không trực đi đâu mất tiêu rồi. Chưa giờ nó không mưa đâu, tới giờ xếp bến cái nó mưa. Thứ gì? Thank you.
dạ. Nhanh lên nhanh lên, trời mưa tới rồi, là trời mưa tới rồi. Rồi quá luôn. Gì vậy? Nước. Nước hả? Ừ. Đâu còn nữa không? Hết không? Hết rồi à? Mưa mà hỏng mưa lớn nữa chứ. Mưa lăm găm chơi cho ước mình chơi vậy. Lăm găm bị khối chạy mưa lớn à. Ừ, lăm găm cái đường nó chân nhớt à. Thà mưa lớn một cái dễ. Trời mưa chạy cho cố vô đi. Mưa đường chân nhớt đó. Như thế hả? Gài lâu gặp quá ha. Nghỉ không gài? Có chạy đường khác không? Là nghỉ luôn. Không nghỉ đi, đi chơi. Ờ. Bữa nay cũng có đồ nó đỡ nè. Ờ. Qua không chung. Ê. Ngồi đỡ đây đi. Ủa còn người nữa, quên. Cái này dưới được không? Bỏ cái bọc cua xuống đó đại ra. Rồi đây. Thầy Săn thì Kim Minh hồi ghé đó lấy đồ nữa đó. Có anh xuống thoải mái với anh.
2022 B13. Rồi, ngồi đỏ đó đi. Bỏ cái điện nó là còn A16, 78 hỏi lấy A nào, ta là 3 với nhau à. Ủa anh sống thoải mái vậy? 5 1 4 là 5 2 2 8 6 5 2 2 18 2 18. Ok. Gà lại cái nữa mới được. Đồng cùng xin lì một cái nước. Căng rồi, cái nước. Anh thì đang cùng mình. Căng cùng, ok. Căng rồi. Kêu anh và điều cái nước. Ok. Mấy gà kỹ lợn cái mới được hút, cái thấy bà liền. Bữa nay rước đông hút cái nó khó cho mình dữ lắm. Hút cái thí dụ như người ta có xe đi thì đỡ, mà người ta không có xe đi rồi sao, mình thì mình không quay đầu lại được nữa, nó khó đủ bề. Thôi mưa lâm gâm khó chạy chết bà luôn nha. mình không muốn ăn thịt cầy mà nó cứ đưa cho mình ăn hoài. Xe miền Đông. Cái con qua ngã tư cao. Nghe quá. Qua luôn đúng không? Qua luôn. Ai giờ anh xuống nào? Tư ga phải không? Rồi để em biết đường em để đồ. Bốn người đâu? Bốn người đâu? Có đồ gì không chị? Đem lên luôn hả? Rồi với chú bước qua đây hả? Không có gì nhỏ luôn, hết thì nhỏ luôn. Hết thì nhỏ luôn hả? Em cũng không có tiền hồi luôn. Vậy để? Vậy để tôi sao tính? Để tôi sao tính? Em cũng dễ quên lắm. Giờ chạy tiếng nào mà không thấy xuống ai? Tao coi có không? Ừ, có rồi đấy. Có 200 kìa, tại 200 có kìa. Đó. Đó. Có chui chưa nè. Rồi. Nè. Hai. Ba. Bốn. Bốn. 100 rồi đó. Còn mới đưa 40 nữa đủ. Trời ơi rồi. Đây em đây em đây em đây. Rồi bước lên đây để em chỉ cho, bước vô trong là để em chỉ cho. Của mình A1, A2, A3, A4. Rồi. Anh ơi. Anh lên trên này giùm em đi. A4 là ở đâu? A4 là ghế đó. Đúng rồi má, đây đúng rồi cha. Cha cha cha
vô cái chỗ của anh là xuống này cho vô đó. Anh lỡ ngủ quên anh xuống nha, giùm okay. Chị Trần Nghĩa nha em. Ok ok. Anh lên đây nè. Má muốn nằm bìa đó hay nằm đây? Rồi, anh ai vô vô cái giữa nè, ông bên đó. Đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Cho anh ra bìa đó dạ, anh ai nằm giữa. Ngồi xuống con, ngồi xuống. Em giận quá. Không có còn mình lập nha. Đừng gửi bạc tiêu chú ơi, để đây không? Rồi, để đây đi. Dạ. Rồi. Mấy thùng, ba thùng hả? Ây chà, bỏ anh đây luôn. Đổi gì anh đâu đã. Con vợ nó bắt gắn á. Giảng kinh doanh nhà đất bình thường. Làm nhiều nghề lắm. Ở đây xe đông quá, nguy hiểm quá. Ghê quá. Alo. Alo. Nghe nghe. Ở đâu, ở đâu? À mới tới mà đập của Hải à. Là anh gửi ngay đâu vậy? Ngọc Anh phải không? Ok. Đóng cua mà cũng có gái xinh không mà trời. Đi mà chúng con đem con đỉnh theo mà lên, mình khỏi mình đem theo nè. Vậy đó hả? Còn chỗ đi chẳng thì ấy Thank you.
cái giấy đó lại sao? Công lệnh, công lệnh á. À, à giấy đường à. Lỡ đi chết. Anh thì tạo xe là gì hả? Ừ. Mấy ông kia. Tự nhiên lên xe sực nhớ lại. Ngưỡng mắt. Ngưỡng mắt. Làm như nó có giác quan thứ 6 rồi. Nó không nhận này, này nó không nhận thì nó không có lệnh chạy. nó không lấy lệnh thì nó không có lệnh chạy. Đúng rồi, đóng hai lệnh nó đóng hai lệnh nó lấy mình 400 á. Dữ vậy hả? Ừ. Ủa sao lên Chánh Thành sao không? Ta? Cái lệnh này 140. Cầm đi, cầm. Cầm đi để Thành cái một luôn phải không? Đúng rồi, Thành cái một luôn cho nó dễ. Ok. Vậy đi. Chạy khỏi đường lệnh. Cần lệnh thì mình về đường, mình về đồn mình chơi sớm. Như giờ đây đi từ đây đi Đà Lạt nó cũng vậy. Đi Đà Lạt đi, đi xe phòng á. À? Xe phòng á. Đà Lạt mới chạy từ bên chạy thuốc trở trời. 700 cây số. Bằng hai lần thành phố mẹ này. Ừ. Thì nó gấp đôi đó. Cái đó cho bắt hai tài hả? À? Hai tài. Giá là mình xuất phát từ đây cái lúc rồi đi đặt giá nhiều anh chưa ạ? 600, 650 xe phòng. Còn sáu cái về đúng không? Rồi lượng lượng cái xe này chở đi xe bánh nữa nè. Phương Trang. Cái này tụi ấy giật lưa đông lắm. Tôi giật lưa đông lắm. Này chạy đi thi quá mà. Bữa nay có phát sinh thêm nè. Phát sinh thêm xe nữa thì. Ừ, phát sinh thêm xe nữa. Đi hai xe luôn. Hai xe luôn. Hả? Ta thấy ha. Nó thằng này thằng nó gọi tụi
về phải không chị? Đấy hả? Dép dịp phải không? Dép dịp phải không? Hai thùng hả? Hai thùng phải không em? Đây ha, tầm giữa đi. Ném đầy đại đi. Dán băng kẹo mà nó biến dán rồi. Ai da, ai da. Chụp không? Dạ. Rồi. Mệt mệt mệt. Sao điện thoại máy vậy? Số điện thoại máy vậy? 27 này. 277 phải không? Ok. Gà lại một cái mới được. Ngọc Anh. Ngọc Anh. Kinh cùng. Kỳ Anh.
Rồi lên luôn đồng chí ơi. Rồi để đồ, để đồ. Cảm ơn anh Trung ơi, đụng anh tôi chạy muốn chết luôn. Đụng mới chạy đụng xịt khối luôn. Xịt khối luôn hả? Từ với cơ quan với nhà chứ chạy lên tới đây. Hét bố luôn. Mở cốp để đồ cái anh cục. Khoan. Ây da. Lên người đẹp ơi. Đứng luôn. 1 2. Bữa nay cái bao này chị vô nặng bị nó có nhiêu đó là hết à. Ráng cho nó vô. Ê. Mới lên xe đọc số điện thoại giùm em cái này. 72 đuôi hả? Đọc số ghế hay có lộn không? Không, đọc số điện thoại á. 472. Hai người luôn. Cái nước. 472 2. 472 ba người hả? Ba người và cả ba người. À. Rồi dưới đâu nữa? Số ghế là 70 không? B7 có chưa? B7 em à. B7 gọi phải không? Dạ. B7 đèo đặt đó. Kinh cùng. Còn cái A13 nữa. Ừ.